Heno henu xèo tất cả anh em nha. Mình là LTL đây, đẹp trai mang số 03 đến từ Bắc Giang. Ok, cảm ơn tất cả đã quay trở lại với kênh RGF NTN của mình nha. Ok, thì hôm nay mình vẫn quyết định là sẽ quay lại cho anh em một cái clip khá là buồn luôn nha anh em ơi. Thì mình nhắc lại cho anh em, đây hoàn toàn không phải là video content câu like câu view nha anh em ơi. Đấy, mình làm mục đích chính ý, để mình tìm kiếm những nhân tài có thể giúp mình được quân đoàn nha. Thì anh em xem clip của mình mấy ngày hôm nay thì anh em cũng hiểu nha. Còn anh em nào mà nghĩ đây là content câu like câu view, đây là diễn ý, thì anh em có thể kéo xuống xem những video khác của mình nha anh em ơi. Đấy, thì mình có dở gì đâu mà mình lấy content quân đoàn ra mình câu like câu view đúng không anh em ơi. Từ 50 thành viên bây giờ tụt xuống 22 thành viên. Đấy, mình làm gì có chuyện mình như thế đúng không anh em ơi. Nên là anh em nào tin tưởng ủng hộ mình ý, anh em muốn mình sớm lấy lại quân đoàn thì anh em có thể bấm like để mình biết nha anh em ơi. Mình đếm anh em 3 giây bấm like này. 3, 2, 1 like đi anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả những anh em fan cứng nha. Ok, thì anh em đừng quên là xem đến cuối nha anh em ơi. Thì anh em cũng biết là mấy ngày hôm nay thì mình kiểu như số phần bình luận đi rất là nhiều, anh em comment có thể lấy lại quân đoàn giúp mình luôn. Nhưng mà thực sự chả có ai lấy lại được anh em ạ. Đấy nên là mình khá là buồn luôn anh em ơi. Hôm nay cũng có thêm một thanh niên cơ bình luận nữa anh em ạ. Để tí mình sẽ cho anh em xem cái bình luận đấy nha. Ok, bây giờ mình sẽ mở luôn 15 cái huy hiệu này nha anh em ơi. Ui, ra cái thẻ tạo phòng 1 giờ kìa anh em ơi. Đấy, anh em đừng quên anh em vào game anh em chơi cái sự kiện để nhận hộp quà Tết nha anh em ơi. Đấy, anh em có thể mở ra rất là nhiều phần quà luôn. Rồi ok, để mình xem là còn cái sự kiện gì nữa không. Đấy, xong rồi mình sẽ show cho anh em cái bình luận đấy nha anh em ơi. Cái bình luận này rất là nhiều được rất là nhiều anh em đồng ý luôn. Có nghĩa là anh em tin tưởng là thanh niên có thể lấy quân đoàn giúp mình. Thì ok, mình sẽ mua hết mấy cái vật phẩm này đấy anh em ạ, mua hết cái đặc biệt hôm nay nha anh em ơi. Mình thấy là nó khá là rẻ anh em ạ. Đấy, anh em là ít kim cương ấy thì anh em muốn kiểu như là muốn sở hữu mấy cái vật phẩm xịn ấy thì anh em có thể vào phần đặc biệt hôm nay nha anh em ơi. Nói chung hôm nào mình thấy là mấy cái đồ trong này nó cũng giảm giá luôn anh em ạ, giảm tầm 80%, 70% cơ anh em ơi. Nên là mua với giá siêu hạt rẻ luôn anh em ạ. Của anh em là mà không có KC, anh em muốn có KC thì anh em đừng quên là bấm xuống phần bình luận nha anh em ơi. Đấy thì mình đã ghi ở đấy rồi nha anh em ơi. Anh em vào anh em điểm danh hoặc là anh em quay nhá. Nói chung là vẫn còn ưu đãi Tết mà anh em ơi. Đấy, và mình cũng có một cái video hướng dẫn anh em nhận 9999 KC nhá. Anh em có thể kéo xuống xem nhá. Ok, đây chính là cái bình luận được nhiều like nhất trong cái clip hôm qua mình đăng lên nhá. Đây cho anh em xem luôn nhá. Đó anh em biết chưa, tên là Chùn Đột Nhập Ạc anh em ạ. Thì tên khá là uy tín luôn anh em ơi. Đấy, và tôi có thể lấy được quân đoàn cho anh. Đấy, và được 12 phản hồi nha anh em ơi. Có một thanh niên là tôi tin bạn anh em ạ. Đấy, bình luận được 43 like nha anh em ơi. Có nghĩa rất là nhiều anh em tin tưởng là thanh niên có thể lấy được quân đoàn giúp mình. Thì ok, mình sẽ mở cái tem code lên để cho thanh niên ấy vào nha anh em ơi. Để xem là liệu thanh niên này có lấy lại được giúp mình hay không nha anh em ơi. Nói chung là tỷ lệ lấy lại được thì nó cũng gọi là 50-50 thôi anh em ạ. Mình cũng chưa chắc chắn nha anh em ơi. Bởi vì mình nhờ khoảng độ 4-5 thanh niên rồi mà chưa thanh niên lấy được quân đoàn giúp mình anh em ơi. Thì đây, mình tiếp tục là mình sẽ nhờ thêm một thanh niên nữa nha. Và mình nhắc lại là anh em nào có kỹ năng thực sự, anh em có thể lấy được quân đoàn thực sự giúp mình ý, thì anh em bình luận bên dưới nha anh em ơi. Còn anh em nào mà không có kỹ năng, anh em bình luận trêu trêu thì anh em đừng bình luận nha anh em ơi. Anh em bấm like anh em xem thì quấy là được. Mình cảm ơn tất cả anh em nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ hỏi kỹ lại xem đây có phải thanh niên comment trên YouTube hay không nha anh em ơi, hay là thanh niên ở trên thế giới vào thì hơi mệt đấy anh em ạ. Đấy, phải hỏi kỹ cho chắc nha anh em ơi. Đấy, nhưng mà mình thấy tên là chắc chuẩn rồi anh em ơi, tên là Chùm Đờ Lờ Ạc, Chùm Đột Nhập Ạc anh em ơi, mình nghĩ chắc là chuẩn rồi đấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ xem là thanh niên trả lời nhá. Yeah, chào bạn, đúng rồi nhé. Ok anh em ơi, chuẩn luôn rồi anh em ơi. Đấy, thanh niên này cũng danh đồng anh em ạ. Trời ơi, mấy bạn vào gần đây toàn thấy danh đồng anh em ơi. Thì không biết là liệu có phải chôn mình hay không thì thôi, mình vẫn tin tưởng anh em ạ. Bởi vì bình luận này được 43 like và rất là nhiều anh em phản hồi là tin luôn anh em ạ. Tin thanh niên này có thể này được ạc giúp mình luôn. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ quên hỏi xem là bạn này có thể chắc chắn đấy được ạc giúp mình hay không nhanh anh em ơi. Anh em chắc chắn đấy được quân đoàn giúp mình hay không nhá. Sorry anh em, mình nói hơi lộn một xíu anh em ạ. Đấy, để mình hỏi ký lại nha anh em ơi. Ký lại cho nó chắc chắn anh em ạ. Chứ bây giờ mà thanh niên này bảo 50-50 thì cũng mệt đấy anh em ạ. Đấy nên là mình vẫn phải xác minh ký lại nha anh em ơi. Đấy, anh em nhìn thanh niên này theo anh em là thanh niên có lấy lại được quân đoàn giúp mình không. Anh em nghĩ có anh em bấm like nha. Chắc 100%. À đủ. Chắc tận 100% cơ anh em ơi. Thì chứng tỏ thanh niên này cũng tự tin anh em ạ. Thôi ok, thì thanh niên này chắc chắn như vậy. Thì bây giờ mình sẽ hỏi xem là chính xác là thanh niên này sẽ lấy lại quân đoàn mình giúp mình bằng cách nào nha anh em ơi. Thì mình nghĩ khả năng cao là thanh niên này sẽ vào ạc của cái thanh niên đại gia Dubai đấy để chuyển lại chủ quân đoàn cho mình. Đấy thì vẫn như cách của cái thanh niên hôm nọ anh em ơi, nhưng mà thanh niên này tên là Chùm luôn anh em ạ. Thì mình nghĩ là rất là giỏi anh em ơi. Nên là mình nghĩ là khả năng là sẽ được đấy anh em ạ. Thì bây giờ anh em cùng theo dõi nha anh em ơi. Bây giờ chỉ cần thanh niên này đồng ý là ok ấy, anh em nhỉ. Giờ thanh niên này không đồng ý thì mình cũng chịu thôi anh em ơi. Đấy, để xem thanh niên này trả lời như nào nha anh em ơi. Xem là cái cách có mới hay không nha, hay là cách cũ nha. Thì đây, tôi sẽ vào ạc lóa rồi chuyển chủ quân đoàn cho bạn. Úi giời, thì mình biết ngay kiểu gì cũng thế anh em ạ. Nhưng mà thôi, mình vẫn tin tưởng thanh niên này anh em ạ. Bởi vì thanh niên này là chùm anh em ơi. Chùm vào ạc có nghĩa là gọi là mạnh nhất trong tất cả những thanh niên có thể vào được ạc của người khác. Nên là mình nghĩ là khả năng là được đấy anh em ơi. Ok, để xem là chính xác như nào nhá. Thì bây giờ mình sẽ hỏi xem là thanh niên này có cần KC hay không nhá anh em ơi. Nếu như cần ý, thì mình quyết định là mình sẽ tặng bạn đấy nhá. Còn nếu không cần thì thôi, mình sẽ lấy KC đấy mình tặng lại cho anh em. Ok, để xem là bạn này có cần hay không nhá. Gì đây, tôi không lấy, tôi lấy 1 triệu nhé. À đủ,
Thanh niên lại cần tiền à? Ok, nói chung là tiền cũng được, mình cũng không quan trọng đâu anh em ơi. Miễn là lấy lại thành công quân đoàn giúp mình là được. Còn tiền long thì nó quan trọng gì đúng không anh em? Cũng lắm mình đi vay là được, có gì đâu. Ok, bây giờ mình quyết định là mình sẽ đợi xem thanh niên này lấy giúp quân đoàn của mình giúp mấy phút, được mấy phút là thanh niên lấy được quân đoàn giúp mình nhanh em ơi, để mình biết là mình sẽ chơi một trận game nhá. Hiện tại là chế độ trong game thì đang có chế độ là độc lan chiến x2 chủ động anh em ạ, có nghĩa là độc lan chiến dùng 2 kỹ năng anh em ơi, khá là mạnh đây anh em ơi. Gì ấy? Đợi tôi 5 phút à? Ok, nói chung là 5 phút thì trong thời gian đợi chờ thanh niên này lấy lại quân đoàn giúp mình thì bây giờ mình sẽ vào mình chơi một trận game nhanh em ơi. Và anh em nhớ là xem thì quấy giúp mình nhá, đừng có tua một giây nào nhanh em ơi, anh em tua thì mình rất là buồn đấy. Ok, bây giờ mình sẽ vô luôn nhanh em ơi. Rồi ok anh em ơi, đã vô thành công rồi nha, được chọn 2 kỹ năng anh em ạ. Thì mình quyết định là sẽ chọn Tatsuya và gì nhỉ? Và kỹ năng của con Sentilo nha anh em ơi. Đấy, thì combo kỹ năng này mình thấy là mạnh nhất rồi anh em ạ. Bởi vì là anh em chỉ cần để bóng đây rồi anh em dựng lên. Đấy, rồi anh em bắn nó rồi anh em quay về, nói chung là địch nó không làm gì với anh em luôn. Ok, rồi bây giờ mình sẽ cố gắng chốt bên này là tỷ số là 5-0 nha anh em ơi. Thì hôm nay mình quyết định là mình đổi gió mình chơi team 2 anh em ạ. Đấy, cho nó căng nhá. Đâu rồi. Chúng mày ra đây. Nhẹ nhẹ cái đầu ra đây. Ui. Ui, cái thằng này tự nhiên ở đâu ra nó bắn mình bay cái đầu kìa. Mẹ cày thế nhỉ. Thôi anh em ơi, thì bây giờ mình quyết định mình sẽ lên nhạc để mình bắn cho nó căng nhanh anh em ơi, để cho anh em đỡ buồn nữa. Chứ bây giờ mình mà để có nhạc buồn này mình bắn nó cũng không vui anh em ạ. Đấy, tiện thể là mình sẽ lên nhạc cho anh em xem nha. Anh em nhớ là đừng có tua nhá. Lên nhạc. Ok anh em ơi, tỷ số là 4-1 rồi anh em ạ. Đấy, bây giờ mình quyết định là sẽ chốt 5-1. Ôi, cái gì vậy? Má, cay thế nhỉ? Trời ơi, bị bắn chết kìa. Ok, còn đồng đội mình nữa anh em ơi. Mình tin tưởng đồng đội mình có thể thắng được trận đấu này anh em ạ. Ok, nói chung là không phụ lòng tin tưởng của mình anh em ơi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ quyết định, mình sẽ ra, mình sẽ đưa tem code cho thanh niên đó nha. Ok anh em ơi, mình cho thanh niên đây khoảng độ 30 phút rồi anh em ạ. Đấy, để xem là liệu thanh niên có lấy được quân đoàn giúp mình chưa nha anh em ơi. Đấy, nói chung là mình nghĩ là 5-10 phút thì có thể không lấy lại được, nhưng mà 30 phút thì khả năng cao là sẽ lấy lại được đấy anh em ạ. Ok, thì chúng ta cùng theo dõi nha anh em ơi. Đấy, mình nhắn là tôi cho bạn 30 phút rồi, bạn lấy lại được quân đoàn giúp tôi chưa? Hay để xem là thanh niên này trả lời như nào nha anh em ơi. Đấy, theo anh em là liệu thanh niên có lấy lại được không? Nghĩ khả năng cao là sẽ được anh em ạ, bởi vì tận 30 phút mà anh em ơi, bình thường là mình cho mấy thanh niên kia chỉ 5-10 phút thôi. Còn thanh niên này mình gọi là ưu tiên luôn anh em ạ, cho hẳn 30 phút luôn. Rồi ok, thanh niên trả lời hơi lâu nhá. Mình bắt đầu thấy có gì đó sai sai rồi anh em ơi. Không biết có lấy được hay không đây. Từ từ chúng ta cùng theo dõi thanh niên trả lời kia. Khó quá, xin lỗi bạn và mọi người. Ôi trời đủ. Thế này mình hiểu rồi anh em ơi. Ok, không sao anh em ạ. Nói chung là mình cũng dự đoán trước được tương lai mà anh em ơi. Đấy thì mình rất là buồn. Ôi giờ đội lên kìa anh em ơi. Anh em nào lấy lại được thì anh em hãy comment, mà anh em không lấy lại được thì anh em đừng comment nha anh em ơi. Chứ thực ra mình làm như này rất là tốn thời gian rồi anh em ạ.